Chào mừng các bạn đến với Học Beauty, nơi giúp bạn làm đẹp và tỏa sáng mỗi ngày. Kênh YouTube Học Beauty chuyên cung cấp nhiều thông tin về làm đẹp hàng ngày, bao gồm chăm sóc da mặt, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, trang điểm, thời trang, thực phẩm chức năng, clinic hay cẩm năng làm đẹp. Top 10 nước tẩy trang cho tuổi dậy thì tốt nhất nên chọn. 1. Nước tẩy trang cho tuổi dậy thì Vichy Mineral Water Pure Hairman 100ml. Thành phần chính: nước khoáng Vichy, làm dịu và cân bằng da. Đường dầu PEG6 Caprylic Caprese là chất hoạt động bề mặt giúp tẩy trang. Glycerin, giữ ẩm và làm mềm da. Dạng chai nhỏ gọn, tiện lợi mang theo khi đi du lịch hay di chuyển. Nắp đậy kín, giúp bảo quản tốt sản phẩm. Công dụng: tẩy trang sạch sẽ các lớp trang điểm, bụi bẩn trên da mặt. Cung cấp độ ẩm cho da, giúp da mềm mại, tươi tắn hơn. Làm dịu da, giảm kích ứng và viêm da. Đối tượng sử dụng: phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm. Ưu điểm: không chứa cồn, dầu mỏ và paraben, giúp bảo vệ da an toàn và tránh kích ứng da. Dịu nhẹ, không gây cảm giác khô rát hay căng da. Tẩy trang sạch sẽ, không để lại bụi bẩn hay trang điểm trên da. Nhược điểm: dung tích chai nhỏ, thường chỉ đủ dùng trong thời gian ngắn. Giá cả khá cao so với các sản phẩm tương đương trên thị trường. 2. Nước tẩy trang cho học sinh Evaluderm Cleansing Water Dry và Sensitive Skin 250ml. Thành phần chính: nước làm mềm, glycerin, betaine, sodium hyaluronate, phenoxyethanol, ethahesylglycerin, chai nhựa trắng trang nhã, đơn giản và tiện lợi. Dung tích 250ml vừa đủ để sử dụng trong một thời gian dài. Công dụng: giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm trên da. Cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng da. Phù hợp cho da khô và nhạy cảm. Đối tượng sử dụng: học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi có làn da khô và nhạy cảm. Ưu điểm: không chứa cồn, dầu khoáng, màu nhân tạo, paraben hay chất tạo màu. Dịu nhẹ và không gây kích ứng cho da. Độ pH trung tính, giúp giữ ẩm cho da. Nhược điểm: thích hợp cho da khô và nhạy cảm, không phù hợp cho da dầu và da hỗn hợp. 3. Nước tẩy trang cho tuổi dậy thì Bioderma Sensibio H2O 500ml. Thành phần chính: Aqua, PEG6 Caprylic Caprese Glycerides, Propylene Glycol, Cucumis Sativus Fruit Extract, Fructoligo Saccharis, Mannitol, Xylitol, Rano, Disodium EDTA, Cetrimonium Bromide. Chai nhựa trong suốt, dạng vuông, có nắp đậy kín. Công dụng: loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn và dầu thừa trên da một cách nhẹ nhàng mà không gây kích ứng da. Giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho da, làm sạch da sâu và tạo cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Đối tượng sử dụng: sản phẩm phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm. Ưu điểm: không chứa cồn, paraben và hương liệu gây kích ứng da. Sản phẩm được chứng nhận bởi chuyên gia da liễu. Công thức độc quyền giúp làm sạch da hiệu quả mà không gây khô da. Thích hợp cho cả khuôn mặt và mắt. Nhược điểm: giá thành đắt hơn so với một số sản phẩm khác cùng loại. Chai nhỏ hơn so với một số sản phẩm khác cùng loại trên thị trường. 4. Nước tẩy trang cho tuổi dậy thì La Roche Posay Water Ultra Sensitive Skin âm 200ml. Thành phần chính: Aqua Water, PEG7 Caprylic Caprese Glycerides, Poloxam ở 124, Poloxam ở 184, PEG6 Caprylic Caprese Glycerides, Glycerin, Polison B80, Disodium Eta, BHT, Myrochimonium Bromide. Chai nhựa màu trắng, dễ dàng sử dụng và mang theo khi di chuyển. Đầu bơm giúp lấy sản phẩm một cách dễ dàng và tiết kiệm. Công dụng: tẩy trang một cách hiệu quả các lớp trang điểm và bụi bẩn trên da. Làm sạch sâu da mà không cần sử dụng nước rửa mặt. Duy trì độ ẩm và làm dịu da. Đối tượng sử dụng: thích hợp cho những người có làn da nhạy cảm và dễ kích ứng. Ưu điểm: sản phẩm không chứa cồn, không gây khô da. Làm sạch sâu và tẩy trang một cách hiệu quả. Giúp duy trì độ ẩm và làm dịu da. Được khuyên dùng bởi các chuyên gia về da liễu. Nhược điểm: giá cả khá cao so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Có thể không hoàn toàn loại bỏ được một số loại trang điểm khó tẩy trên da như mascara chống nước. 5. Nước tẩy trang cho tuổi dậy thì L'Oreal Water 3-in-1 Refreshing Even for Sensitive Skin 400ml, màu xanh nhạt. Thành phần chính: Aqua Water, hệ Silen Glycol, Glycerin, Poloxam ở 184, Disodium Coco âm phổ địa Cetet, Disodium EDTA, Polison B20, Polyamine-Operopil Bigonide, Perfume Fragrance. Chai nhựa màu xanh nhạt, có nắp đậy chắc chắn, dễ sử dụng và mang đi du lịch. Công dụng: sản phẩm có khả năng làm sạch sâu lớp trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn trên da, đồng thời còn cung cấp độ ẩm cho làn da. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng làm dịu, giảm kích ứng cho da nhạy cảm. Đối tượng sử dụng: sản phẩm phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm.
Ưu điểm: sản phẩm không chứa cồn, không gây kích ứng cho da, giúp làm sạch sâu, loại bỏ trang điểm và bụi bẩn trên da, đồng thời giữ ẩm và dưỡng da. Nhược điểm: giá cả khá cao so với một số sản phẩm khác trên thị trường. 6. Nước tẩy trang cho tuổi dậy thì Garnier Water 400ml. Thành phần chính: Aqua Water, hệ Silen Glycol, Glycerin, Disodium Coco âm phổ địa Cetate, Disodium EDTA, Poloxam ở 184, Poliaminopropyl Bigonide, Phil B171, 9841. Chai nhựa trong suốt, màu xanh lá cây với nắp đậy có khóa xoay. Công dụng: tẩy trang, làm sạch và loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và lớp trang điểm trên da một cách nhẹ nhàng mà không gây kích ứng. Phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Đối tượng sử dụng: dành cho tất cả các bạn nữ trong độ tuổi dậy thì. Ưu điểm: thành phần nhẹ nhàng, không chứa cồn và paraben. Hiệu quả tẩy trang cao và làm sạch sâu lỗ chân lông. Độ pH cân bằng, không làm khô da. Giá thành rất phải chăng so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Nhược điểm: có thể không loại bỏ được lớp trang điểm chống nước và mascara chống thấm nước hoàn toàn. Hơi cay mắt nếu không cẩn thận khi sử dụng. Có mùi hơi khó chịu đối với một số người. 7. Nước tẩy trang dịu nhẹ cho tuổi dậy thì The Face Shop Rice Water Bright Nutrilancing Water 500ml. Sản phẩm được đánh giá là một trong những nước tẩy trang tốt nhất cho tuổi dậy thì. Dưới đây là đánh giá chi tiết và đầy đủ về sản phẩm. Thành phần chính: nước gạo, giúp làm sạch sâu bụi bẩn và bã nhờn trên da. Dầu hạt dừa, giúp làm mềm và dưỡng ẩm cho da. Chiết xuất hoa cúc, giúp làm dịu da và giảm sự kích ứng. Sản phẩm có thiết kế đơn giản, dạng chai nhựa trắng, có nắp đậy tiện lợi và dễ sử dụng. Dung tích lớn 500ml, thích hợp dùng trong thời gian dài. Công dụng: giúp làm sạch sâu bụi bẩn và bã nhờn trên da. Loại bỏ lớp trang điểm, thậm chí cả mascara và lớp trang điểm nặng. Dưỡng ẩm cho da, giúp làn da mềm mại và tươi sáng. Làm dịu và giảm kích ứng cho da. Đối tượng sử dụng: sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da dầu và da hỗn hợp. Ưu điểm: sản phẩm có khả năng làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn trên da một cách hiệu quả. Dung tích lớn, giúp sử dụng trong thời gian dài và tiết kiệm chi phí. Chiết xuất hoa cúc giúp làm dịu và giảm kích ứng cho da. Dầu hạt dừa giúp dưỡng ẩm cho da, giúp làn da mềm mại và tươi sáng. Nhược điểm: sản phẩm có thể không loại bỏ hết lớp trang điểm nặng trên da, nên cần dùng thêm một sản phẩm tẩy trang khác để đảm bảo sạch sẽ. 8. Nước tẩy trang cho tuổi dậy thì Senka All Clear Water Formula Y 230ml. Thành phần chính: nước tinh khiết, PEG 6 Caprylic Caprylic Glycerides, Glycerin 1,2, hệ Sandion, Sodium Chloride, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Citrate, Sodium Acetylate Hyaluronate. Chai nhựa màu trắng, dạng xịt. Dung tích 230ml. Công dụng: làm sạch bụi bẩn, lớp trang điểm, bã nhờn trên da một cách nhẹ nhàng, không gây kích ứng. Giúp cân bằng độ ẩm trên da, giúp da trở nên mềm mại, mịn màng. Đối tượng sử dụng: phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm và da dầu. Ưu điểm: sản phẩm không gây kích ứng, đặc biệt là với da nhạy cảm. Công thức dịu nhẹ, giúp da không bị khô, không gây cảm giác nhờn dính sau khi sử dụng. Có khả năng làm sạch hiệu quả, giúp da sạch mịn, mềm mại. Nhược điểm: dung tích 230ml không quá lớn, thường chỉ đủ sử dụng trong vòng 1-2 tháng. Giá thành hơi cao so với một số sản phẩm khác cùng loại trên thị trường. 9. Nước tẩy trang cho tuổi dậy thì Simple Kytor Skin Water sạch sâu dịu nhẹ cho da nhạy cảm 200ml. Thành phần chính: nước làm sạch, glycerin, chất làm ẩm tự nhiên, giúp giữ ẩm cho da. PEG 6 Caprylic Caprylic Glycerides, chất hoạt động bề mặt không cần xà phòng, có tác dụng làm sạch bụi bẩn và trang điểm. Chai nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo khi đi du lịch hoặc di chuyển. Nắp chai có thể đóng chặt để tránh bị rò rỉ khi cất giữ. Công dụng: làm sạch sâu bụi bẩn, tạp chất và lớp trang điểm trên da. Không chứa hương liệu và chất tạo màu, phù hợp cho da nhạy cảm. Đối tượng sử dụng: phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm. Ưu điểm: không chứa hương liệu và chất tạo màu, an toàn cho da nhạy cảm. Dịu nhẹ, không gây kích ứng da. Có tác dụng làm sạch sâu, giúp loại bỏ tạp chất và trang điểm trên da. Nhược điểm: dung tích chai nhỏ hơn so với một số sản phẩm khác trên thị trường. Không có khả năng làm sạch chất trang điểm khó tẩy như mascara chống nước hay son môi bền màu. 10. Nước tẩy trang cho tuổi dậy thì 3S Solution 500ml. Thành phần chính: Aqua nước, PEG 6 Caprylic Caprylic Glycerides, Glycerin, Poloxam ở 124, Poloxam ở 184, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Benzoate. 3S Solution có thiết kế đơn giản, chai nhựa màu trắng trong suốt, kèm theo nắp flip top dễ dàng sử dụng.
Công dụng: 3S Solution là sản phẩm dùng để làm sạch da mặt, loại bỏ bụi bẩn, mỹ phẩm và tạp chất trên da một cách dịu nhẹ, không gây kích ứng da. Đối tượng sử dụng: phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm. Ưu điểm: giá thành phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Sản phẩm không gây kích ứng da và dịu nhẹ cho da. Công thức micellar giúp loại bỏ mọi bụi bẩn và mỹ phẩm trên da một cách hiệu quả. Nhược điểm: chai sản phẩm có dung tích lớn hơn so với các sản phẩm khác nên không thuận tiện khi mang đi du lịch hay di chuyển. Không loại bỏ được lớp trang điểm khó trôi. Video của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người thích video của chúng mình, hãy like, share, comment và đừng quên bấm nút đăng ký kênh nhé. Học Beauty hẹn các bạn vào những video hấp dẫn tiếp theo.